Hi, hello, xin chào tất cả mọi người, đâu đây kênh Nhã Vlog nha mọi người. Mình là Nhã đây, đây là Danh, Sang, Dẹo với Toàn, Phúc đang cầm máy quay nha. Thì hôm nay mấy nó mới nghĩ ra một cái trò chơi mọi người. Không phải là nghĩ mà là xem như TikTok đúng không? Xem như TikTok có một cái trò chơi. Cái này là anh em mình đú chen thôi. Đó, sao này? Đú chen. Khô chưa? Thì bây giờ Toàn sẽ đông đầy ly nước này, đầy mà gần tràn luôn mọi người. Xong rồi để lên đây. Xong bắt đầu mình sẽ cầm giấy này mình quấn lại. Mình quấn nếu như cái ly nước á, phải từ từ để lên Toàn nói chuyện xíu. Để lên thôi, quấn không được. Nếu như mà cái ly nước á nó đi tới cái hạn mực, hạn cái mức nào mọi người thì sẽ được tương ứng với những món đồ bên đây nha. Ví dụ mình đi tới đây thì qua hết cái này thì được 5.000. Còn nó qua hết này kiểu được như là bị 5.000 chiếc chanh. Những cái miếng chanh này á là tới đây, ví dụ mà tới đây cái ly nước tới đây á mà bị đứt miếng giấy á mới ăn chanh nha. Còn nó lọt qua đây là không ăn. Tới đây bị đứt miếng giấy mới ăn, lọt qua đây không ăn. Mọi người hiểu không? Không. Sao hiểu? Chưa chơi ai hiểu. Chơi đi. Ok, giờ Toàn sẽ bỏ ly nước lên. Nó chèn, nó chèn rồi. Ê, để xích vô, xích vô xíu. Đúng rồi, đi ngang 5.000 luôn á. Rồi. Tại sao kéo nổi? Nào mọi người, ví dụ gì? Kéo gì đi. À, kéo nó kìa. Từ từ. Đó mọi người nè, thấy kéo không? Kéo mà qua được 5.000 nè là mình sẽ lấy được 5.000. Ok. Này đâu có cái này để chơi mà. Chơi mới vô cho anh 5.000 liền. Không, cho. Không. Bây giờ kéo tới cái 10.000 nè. Ví dụ tới đây mình đứt thì mình cũng sẽ được 10.000. Hiểu không? Còn mà tới cái miếng chanh nè mà mình đứt mình sẽ bị ăn chanh nha mọi người. Còn mình qua rồi lọt luôn miếng chanh á thì mình được 20.000. Không, nước thì không phải ở trên TikTok là nước cũng chèn luôn. Bây giờ chơi thử. Bây giờ để này chơi thử. Để dưới này luôn đi, gót luôn. Nè tầm đấy. Để dưới luôn đi. Trong. Tôi đừng có chèn. Rồi. Để 5.000 chơi luôn. Không có để. Sao? Em đi kia mới vô xong thì ăn 5.000 à. Chỉ chó này 15.000 đi. Đừng có đụng vậy kìa. Khoan, cái bạn này nó sụt sịt quá. Lấy ra tàu, lấy ra tàu. Lấy ly nước lên đi. Đây, bây giờ khoan đi. Bây giờ này chơi trước. Mày á. Không, em đang chơi. Chơi. Em chơi trước luôn hả? Ừ. Chơi chứ có đâu. Bình thường quá. Đừng có đạp ướt từ giấy tao hô nha. Nha. Kéo hay là nước chèn cũng bước á. Rồi chàng á. Kéo hồi chàng. Vậy nó không có chàng đâu. Chàng. Không. Vậy cho dễ đi. Dễ ăn tiền gì. Quay nét lại Phúc. Quay gần lại cho người hàng. Cái mực nước nè. Rồi đúng rồi đó Tùng. Rồi đó, vậy đó là khó ăn lắm con. Vậy đó là cho mày ăn. Ừ. Cái này ăn chanh quá. Từ từ nha. Anh nhảy ra tiền của anh Dung. Kìa chứ. Rồi giờ bắt đầu nha. Giờ mình chơi trước nha mọi người. Rồi vô. Đúng rồi hết nè. Không có ai hỏi gì nha. Ê. Đất kia càng càng gò không là tét rồi. Rồi ta thấy đất rồi đó. Không, dành đất rồi nhất. Ê. Đất kia chỗ 15.000 quá. Thôi chanh rồi. 15.000 quá đừng có chơi. Đừng có chơi. Không đúng rồi, nó bài qua 15.000 rồi. Tới 15.000 rồi. Đi này nè, nó hút qua đây mới được ăn. Ôi, chơi kỳ vậy. Chơi chi kỳ vậy. Rồi ok nha, nhớ nha. Một hồi tới anh ăn đó. Rồi ok, mình thua, mình chịu mọi người, mình ăn miếng chanh nè. Bình thường đối với mình miếng chanh này, đối với thử thách biết bao nhiêu lần rồi. Đè ba ơi. Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao? Tự hỏi rằng sẽ có thể nào. Đây. Đây, tới em cho. Rồi, tới mày vô. Rồi, cái mình mày cho mày vô đây ngồi đi. Chứ mày đỡ lử luôn rồi. Nè, cái đít ly nha, cái chót ly nó qua bên đây nó được ăn nha. Còn để vô em xếp chanh thêm. Giữ vậy thôi được rồi, tao đâu ăn đâu. Đâu không rồi, ăn không được. Dạ. Rồi, đừng chơi. Đâu chơi rồi coi mà. Đăng lấy hai miếng thôi. Rồi. Vậy được rồi đi chứ. Rồi, kéo luôn rồi. Hoàng. Chàng. Anh Giang với trời. Đừng để nó chàng nha, chàng. Ủa chàng. Thì vừa tới mặt thôi. Rồi được rồi. Đâu được ông nội, ngã này hơn luôn rồi. Rồi rồi, đâu rồi. Rồi rồi. Ta vậy đó chứ gầu đi chị. Chơi đi đó, mình chơi đi. Nè, đá cái dễ thôi. Cái rồi. Rồi rồi, hay lụm rồi đó. Rồi, hay lụm rồi. Rồi, thấy đâu rồi đó.
50 nhẹ bà đó, ông lộn lương 15.000 cho mày coi nè. Lộn lộn đây à, đúng không, nãy hịch tao nè. Nè, chú ý cái đích đâu bà, chị đâu bà. Vừa quay ăn đó, ăn rồi chị. Tao nhét ha. Vô đi, vô ăn, ăn cho người ta coi. Cảm giác ăn chanh rồi với người ta chứ trời. Còn gì nữa đâu mà khóc vơi sầu. Ăn chết chết một canh. Ê, dọn dẹp hàng trường cái coi. Đi ra đi mày ơi, làm nó sạch bóng cái đi. Đi ra trò chơi là phải ai cũng dễ ăn đâu. Trời ơi, ra người ta trò chơi mà dễ ăn gì. Rồi ăn đi. Mày chơi đi, dẫn qua. Tôi đấy cùng ghé cái giấy gì. Rồi nha, ơi đi lau với chị tụi. Lau cái đít này chưa? Tại người ta bên người cái người ta lau rồi. Lau rồi. Bên kia đừng nói không em cãi. Không, để vậy chết rồi. Để vậy nè. Rồi góc nha. Bên kia thật với chi ly từng chi tiết nha. Tôi đừng lốm mà kỹ thuật ơi. Dễ gì. Rồi. Chẹn luôn rồi. Tha vậy nè. Không vậy được rồi, vậy rồi mà. Ok, bây giờ tới dẹo nha mọi người. Không, hơn rồi, hấp miếng đi quê. Ờ. Không, lụm luôn. Không vậy được rồi, nãy nhả vậy mà. Nó bằng chan gì rồi, đúng rồi. Nó bằng chứ mày hốt quá, lắc. Chơi đi, không có sao đâu, nó ăn chanh không mình ăn mình sợ. Chơi nha. Chơi. Chơi. Bình tĩnh nha. Rồi. Bắt đầu 2 miếng thì tốt. Bình tĩnh nha. Ướt rồi, trời ơi, ướt rồi. Chưa thấy không, được mà. Mày kéo nó đi. Thôi, kéo thôi. Rồi. Chưa. Kéo nãy nè. Đấy. Không cho làm lại. Không, làm ngu em không biết gì trơn á. Đó. Ai cái đít ly mà. Ừ, đít ly nè, nè. Đít ly như đây. Đít ly tới đây thì ăn nè. Ăn nè. Có không nè. Chỉ ăn rất dễ. Thôi, ngồi. Gì á? Mày diễn ảo thật cái gì vậy? Đây tao xiết công phu rồi mày ơi. Rồi nhai. Nhai. Chua chắc em ơi, duyên từng ta. Nói ra lòng anh lại nghẹn đắng. Tao tao miếng này trên đây đi, miếng này vỏ không có. Ừ, vỏ không? Vỏ gì, cái miếng chanh tao gì nãy tao ăn nguyên cái vỏ luôn á. Anh dục vỏ nữa cũng đạo quá. Anh dục ghế, dục vỏ, anh đi đi ông bà. Mày gian quá. Tao gian quá. Ở đây ăn điếm luôn rồi. Tới nào anh? Tới tao. Tới tao tự gót. Ở nhà đâu chơi đâu? Ở nhà đâu chơi đâu? Không, anh chơi ăn chanh rồi biết cảm giác gì ta với cái trời ơi, ta ra trò chơi mà dễ ăn tao quá trời. Trời ơi, ngay sớm ăn gì? Ăn chanh đó. Rồi ơi. Đó. Rồi được rồi, quá trời ơi. Mẹ. Trời ơi, hấp rồi. Trời ơi. Được rồi, chơi vậy được rồi. Nè, nhìn. Kéo nhanh lên. 2 3. Kéo nhanh là nó sẽ đi nhanh. Ừ, kéo nhanh lên. Kìa, hút cuộn lên kìa. Cứ quen từ từ cuộn được mà. Đỉnh nha, đỉnh nha. Rồi. Người ta cho. Để người ta quay, để người ta quay cái. Nè cái đít nè. Ai ăn chanh rồi, ăn chanh rồi, chính giữa rồi. 50. Rồi, ok. Xui. Chú ơi, mấy chú dở. Tự nhiên cái ghế nó mé. À, vậy là cái khoảng cách này là ăn chanh hay vậy? Ờ, mấy khoảng cách là ăn chanh. Vậy là ăn chanh, ăn chanh rồi đó. Nói chung là cái đuôi á, cái đuôi của nó ly á, nó hướng vô chỗ nào là ăn cái đó đó. Rồi, ok. Rồi, tới Toàn này nha. Rồi anh góp đi. Giờ mất từ 50 là nguyên cái phút này ăn chanh luôn hả? Ờ. À. Còn nó còn 50 bình thường đó. Đi đi, họ tính luôn hay gì? Họ chơi xong tính không thấy, chơi độ khó. Ờ. Mất từ 50 rồi thì khúc này ăn chanh. Mất tiền nào là cũng ăn chanh. Biết không? Nó tới đây mà nó tham, nó kéo nữa. Thì nó sẽ bị. Chanh đâu ơi. Gãy kìa. Gãy kìa. Gãy kìa. Dám chơi nó là danh. Tao góp còn mày nghỉ chơi được không? Gãy nè. Chơi mình lăn rồi, cái hỏi bố cũng chửi cha. Rồi. Anh để đi lên góc luôn. Góc nhiêu cũng được chứ. Rồi. Thế thì thằng gáy nữa nè. Góc nhiêu cũng ăn chanh chứ. Thì thằng gáy nữa nè. Sao nữa. Rồi ok rồi đó. Mấy nữa. Nữa. Chưa có lưng. Rồi. Ghế to nè. Rồi 1, 2, 3 kéo. Nhẹ nhàng coi. Kéo nhích kéo đó là thua đó. Quắn lại, quắn lại. Được 15.000 rồi đó. Ủa? Quắn lại, tao quắn bộ qua. Dành nó dài ra mới quắn. Nãy nó có quyền. Dành dài ra mới quắn mày. Đợi tao. Rồi, ok. Nè. Rồi. Một giọt nước chảy ra. Rồi. Còn bên chanh, còn bên chanh, còn bên chanh đó. Nó còn bên chanh đó.
rồi nó qua nó qua. Ờ mình ăn 20 ngàn được rồi nha, chưa còn miếng mà mày đứt nha. Đứt gì? Kéo nào đứt á. Như nào mới được ăn? Làm nhúng biết cái gì? Rồi kéo đi, kéo đi, kéo được tới 100 nổi tụi con mày đó. Quán lại, quán lại. Lại. Rồi chanh nè, chanh nè, ăn chanh nè. Quán lại. Thấy nào có đít nó cũng nằm đây à. Mày phát tụi con. Đây, đây. Mày phát tụi con. Trời ơi, chanh có gì đâu mà. Trời ơi, phá này bình thường không? Mày tham hả con? Đổi đổi vô cái ca lại danh đây. Ok, về chơi vòng nữa không? Nữa đây, hẳn nữa đây. Hẳn vòng nữa đúng không? Trời ơi, kiếm đi, mình sẽ tối đi chơi em ơi. Mấy chanh đâu là hết rồi. Hẳn nữa. Họ chắc nữa. Ok, đây là màn 2 gánh 2 nha. Thì bây giờ cái độ khó nó tăng lên. Thay vì nãy anh kéo được đúng không? Bây giờ sẽ quắn, không cho kéo. Hiểu không? Mày chê hay là mày chê cái cần cổ tao? Ok, giờ mình sẽ chê trước luôn nha mọi người. Từ từ, quắn nè. Nè, là hai tay phải để lên vậy nha. Là hai tay phải để lên vậy nha. Quắn vậy nè. Quấn xẹo nào. Tao đến bạn quấn nhà nha. Nhẹ nhàng được, qua chanh chưa, qua chanh chưa không? Là hai tay đến. Qua qua đó, qua đó. Mày ăn chanh luôn nè. Ăn chanh nữa chứ. 15 ngàn rồi, đừng ham. Mày ham mà mày muốn nó đứt cũng khó nữa. Giật mạnh lên. Mày giật mạnh lỡ đi luôn á. Này nó có chèn qua mặt ly đâu rồi, thấy. Đó. Từ nha. Qua chưa? Chưa chưa. Bây giờ đó, bây giờ đó. Tao lấy 100 đi. Ham đó. 100 ha. Ê, ê, thấy cái gì các bạn giống nhất không? Thấy các bạn giống nhất không? Đừng có chia điểm. Ê. Rồi. Lẩu kìa. Thằng dẹo ăn miếng chanh này. Đúng rồi, dẹo ăn miếng chanh này. Dẹo ăn miếng chanh này. Nè, đứt ra nè là thằng dẹo ăn miếng chanh này nè. Không, tại nước kìa. Quay. Tại nước nó không có lưng lên. Nhưng mà vậy thôi tao chơi lại chút mới gì mày đẩy lên không, mày chơi điếu mày ăn miếng chanh này. Không không cần chơi lại giờ mày ăn miếng chanh này. Không được ơi, đừng cho nó ăn ơi, mày phá người ta. Không, đừng cho nó ăn, nó chơi điếu đây, cái này chét vào mũi nó. Quá là chét. Mày đừng có sạm cứt. Chứ bài tâm. Em thấy nước nó không? Ăn nè ba. Nhìn tới diện kiếu gì. Nhai mày. Ăn nó nhai cái tay có luôn. Ngoài ngoài luôn. Ai chơi đi. Đây. Ở chanh này ngọt á. Ngọt hả? Ừ. Ừ. Ngọt ăn đi. Sao bác biểu luôn chứ. Bác biểu gì nữa, lấy 100 ngàn tới giờ. Wow. Lấy 100 ngàn tới giờ đi rồi. Rồi kéo đi. Để hai tên bạn nha, quắn nha chứ không coi kéo nha. Rồi thấy gì không ổn rồi đó. Dễ vậy, dễ vậy. Dễ vậy. Một giọt nước nhổ xuống thôi rồi xong đời mày. Kéo nhanh luôn á, nó mới không ấy. Quấn nhanh trời luôn. Trời người ta ông ơi. Quấn nhanh luôn á. Không có chơi đập bàn như đó. Rồi, hô ăn rồi. Là mày kéo ngay miếng chanh, lần hô ăn miếng chanh. Chơi chơi chơi. Kéo 100 ngàn lần hô lấy 100 ngàn. Kéo 100 ngàn là tao lấy. Chưa nè, mày còn ấy được đó, còn ăn được đó. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Nhẹ thôi, nhẹ nhàng thôi. Quá. Dạ. Đúng rồi, em chơi điếm mà. Mày chơi điếm mà mày ăn chanh luôn nè, chứ mày ăn nghiền. Cái bổ ăn nghiền chơi gì? Kể người ta. Chơi đâu? Chơi thêm đi. Bắt buộc chơi chứ gì chịu. Không, rồi vòng này là chơi qua 20 ngàn là mình ăn được hết 35 ngàn nữa luôn. Vô đi dẻo. Đi. Rồi giờ em chơi độ khó tăng lên đi. Gồm lại 35 ngàn luôn để còn... Đi chó rồi hả? Ừ. Chơi chơi à. Chơi thôi. Ừ. Khoảng này chanh đó. Nguyên khoảng này là chanh đó. Trời ơi. Quýt quýu. Ok, bây giờ cái độ khó sẽ tăng lên nha mọi người. Giống như là mấy cái khoảng trống này đó là chanh hết. Còn ai về tới đích về á là được 35 ngàn. ý kiến này là của Dẹo đưa ra luôn nha mọi người. Vậy em chơi Dẹo đưa ra luôn. Quýt quýu. Rồi. Ừ, mấy trò này nó giỡn thôi. Giọt nước tràn ly. Mua vui làm chi. Có đụng tay ngoài chạy. Đụng tay dùm ơi, kéo đi ông ơi. Bị hung đó mày la, người ta đụng tay mày.
Rồi rồi. Nhắm mắt lại, nhắm mắt lại là quýt quýu nè. Quýt quýu nè không? Rồi quýt quýu nè. Rồi quýt quýu nè. Chó ơi mình chơi ném nhờ đó. Không có nè. Rồi. Quýt quýu, quýt quýu. Qua luôn nha bà. Rồi nghỉ đi, thua rồi. Trời ơi. Nghỉ đi. Nghỉ đi. Nghỉ đi. Này vô kéo. Đâu có. Kéo được này không dính chứ. Hết cái lớn thôi. Vậy còn mình này ăn đi. Mày ăn đi. Ê mày đem ra nhiều. Còn đây vậy anh mà. Mày đem cả 2 tà 500 đi để đem 2 tao kiếm chi. Còn cái gì? Ok thì trò chơi này mấy nó cũng kéo hết tiền luôn. Dạ. Chua. Chua à. Chi chanh không lấy ngọt. Trò chơi này mấy nó cũng kéo hết tiền luôn nha mọi người. Nói chung là tùy theo cái độ mà nước đầy của cái ly này thôi mọi người, chứ mà nước mà lưng lưng kiểu này thì kéo cũng không khi nào ấy được, cho nên là hên xui ngay cái hàng gốc nước mọi người. Nói chung là anh em mình, anh em hai cửa đó nghe sao mà tao mắc cười quá à. Có thật tụi mày coi tao là anh em không? Lại đây vô kết thúc clip vô rồi. Kết thúc clip kìa. Ê, chia tiền ra cho tao đi. Cho tao tiền đi. Là trăm ngàn cho mượn 50 đi. Ok anh em. Tao anh hai này mình hùng luôn đi. Ok. Bắn không được tề. Cắn đập quá. Ok thì cái trò chơi này cũng kết thúc nha mọi người. Nếu mọi người thấy trò chơi này hay vui thì có thể chơi ở nhà được nha mọi người. Còn giờ thì chào tạm biệt mọi người. Bye bye. Bye bye. Bye bye.